Tôi thì công tư này cần phải làm rõ hơn về cái việc mà gửi mẫu, gửi mã đối với cái hàng dệt may để cho các bên thực hiện. Hiện nay thì do thông tư 37 thì có những cái sửa đổi, nhưng mà sửa đổi cũng không có rõ ràng để giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp để thực hiện theo cho thống nhất. Vì vậy mà tôi đề nghị là có những cái văn bản rõ hơn để cho mọi người áp dụng cho thuận tiện.